Một cái máy giám sát biết bay đang nhìn chằm chằm vào cô gái này. Cô ấy tắm rửa, đánh răng, đi làm, đi ngủ, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều bị nó theo dõi. Đây chính là thế giới tương lai. Vì để ngăn chặn tội phạm xảy ra, công ty Toàn Trí đã phát minh ra một loại máy giám sát bay trên không, nhìn giống như con ong. Mỗi người từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều phải trang bị một con ong giám sát. Một ngày 24 giờ nó sẽ theo dõi nhất cử nhất động của mọi người. Sau đó, hệ thống sẽ phân tích hành vi của người đó một cách thông minh. Một khi phát hiện ai đó có xu hướng phạm tội thì sẽ ngay lập tức báo động. Từ đó trụ sở chính sẽ tiêu diệt tội phạm. Vì vậy trong 20 năm nay, thành phố này chỉ xảy ra 4 vụ phạm tội. Cũng nhờ con ong giám sát, những tên tội phạm đều bị tóm gọn tại chỗ. Nhưng ngày hôm nay, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Nina là thực tập ở công ty Toàn Trí. Khi cô ấy tan làm về nhà, phát hiện bố mình đã ngã trên đất tử vong, sau lưng còn có một vết thương do súng gây ra. Nhưng lúc cảnh sát đến điều tra, lại nói máy giám sát không phát hiện bất cứ tội phạm nào, vội vã kết luận đây là vụ tự tử. Nina vô cùng kinh ngạc, phía sau có một viên đạn, anh nói đây là tự sát ư? Hệ thống chắc chắn đã bị lỗi, nhưng cảnh sát trưởng lại dừng dưng nói, hệ thống sẽ không xảy ra sai lầm. Nina vừa mức lại phẫn nộ, sự việc này đã làm kinh động đến thị trường. Trợ lý của thị trường an ủi Nina, nói rằng nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm ra hung thủ, nếu như có manh mối, có thể đến tìm cô ấy. Ngày hôm sau, Nina tìm đến cấp cao trong công ty, muốn thông qua máy giám sát điều tra bố cô trước khi bị sát hại để tìm ra hung thủ, nhưng cấp cao một mực từ chối, nói nội dung bên trong máy giám sát là bí mật tối cao, bất kỳ ai cũng không thể xem. Càng quá đáng hơn là cấp cao còn cảnh cáo Nina tuyệt đối không được khơi dậy sự việc này ra ngoài. Nhìn thấy cấp cao ích kỷ, máu lạnh, chỉ quan tâm đến lợi ích, Nina cuối cùng cũng bùng nổ. Theo phân tích của máy giám sát, hô hấp của cô ấy nặng nề, huyết áp tăng cao. Đây là biểu hiện của sự tức giận cực độ. Quả nhiên, Nina nhìn sang biểu tượng logo của công ty, dùng lực đẩy nó. Máy giám sát lập tức nhận ra, đây là hành vi phá hoại tài sản tư nhân trái pháp luật, cấu thành tội phạm bậc 2. Ngay sau đó, trên màn hình lớn của toàn thành phố, công bố hồ sơ phạm tội của Nina. Đối với cô ấy bị phạt 12.000 euro, phải thanh toán trong vòng một tuần, không thì sẽ phải đi tù. Tôi không có nhiều tiền như thế, quy tắc là quy tắc, lần sau đừng tái phạm nữa. Tối đó, Nina hoàn toàn sụp đổ, nhìn con ong giám sát trước mặt, lại nghĩ về ngày tồi tệ này. Bố bị sát hại, cảnh sát không hành động, công ty thì máu lạnh. Nina đã đưa ra một quyết định, cô ấy muốn xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Toàn Trí, tìm ra tên sát nhân đó. Làm như thế nào đây? Bước thứ nhất, đánh cắp bo mạch chủ bảo mật của công ty. Bo mạch này có thể bảo vệ hệ thống, nhưng ngược lại, cũng có thể trực tiếp mở được máy tính chủ. Nhưng nơi cất giữ bo mạch chủ lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt, muốn vào trong, bắt buộc phải xác minh dấu vân tay của ban quản lý. Trùng hợp là, thầy giáo thực tập của Nina lại là quản lý của công ty. Làm thế nào để lấy được vân tay của ông ấy đây? Nhìn cây bút máy trên tay thầy giáo, Nina có một ý tưởng. Cô ấy muốn lấy trộm cây bút máy trên bàn, nhưng màn hình hiển thị của máy giám sát phân tích, đồng tử mở to, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, tim đập loạn nhịp. Đây là biểu hiện phạm tội điển hình. Máy giám sát theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô ấy. Nina cực kỳ căng thẳng, lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Nhân lúc người khác không để ý, cô ấy nhanh chóng giật lấy cây bút, nhét luôn vào túi. Máy giám sát nhận thấy điều bất thường, lập tức bật tính năng quét hồng ngoại. May là Nina sớm đã có chuẩn bị, đã may trước một tấm lót cách nhiệt trong túi. Quả nhiên, có tấm kim loại ngăn chặn, ống kính hồng ngoại không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Như vậy, Nina đã hoàn thành lần phạm tội đầu tiên trong đời. Cô ấy sử dụng đầu đọc dấu vân tay, in ra được dấu vân tay của thầy giáo trên cây bút máy. Bây giờ, cô ấy phải tìm cách tránh con ong giám sát mọi nơi, trộm đi bo mạch chủ máy tính của công ty. Nhưng làm sao để tránh? Nina đột nhiên nhớ ra, lúc cô ấy vừa vào công ty thực tập, giáo viên đã chỉ ra nhược điểm của máy giám sát. Chỉ cần bị từ trường mạnh mẽ nhiễu sóng, máy bay giám sát sẽ không hoạt động. Một khi máy giám sát mất tín hiệu, trụ sở chính sẽ gửi đến một con ong mới, tiếp tục bám theo mục tiêu. Mà quá trình này chỉ có 4 phút cho thời gian trống. Nina bắt buộc trong 4 phút này phải trộm được bo mạch chủ. Cô nhanh chóng leo lên đỉnh của tòa nhà, tìm được hộp biến áp. Sau đó nhặt một cây gậy sắt, cẩn thận bảy ống dây điện cao áp, tự mình chen vào trong. Quả nhiên, máy bay giám sát đã bị nhiễu sóng từ trường, lập tức mất tín hiệu. Lúc này, tổng bộ liền gửi đến con ong giám sát mới, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Nina. Chỉ có thời gian 4 phút, Nina phải tranh thủ từng giây từng phút. Thang máy có camera, cô ấy liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy cầu thang bộ. Dưới lầu có người, cô ấy đành phải đợi người đi. Sau khi dùng điện thoại xác nhận không có ai, mới dám ra ngoài, nhanh chóng đi đến phòng giám sát. Đột nhiên, phía trước có người tới. Nếu như bị máy giám sát của bọn họ quay được, thì kế hoạch sẽ trở thành công cốc. Nina lập tức trốn vào trong phòng hội nghị, nhanh trí đứng lên ghế, tránh để giày bị lộ. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cô nhanh chóng đi đến cửa phòng giám sát, dùng vân tay của thầy giáo thành công mở được cửa lớn. Cô ấy tìm kiếm trái phải, cuối cùng cũng tìm được bo mạch chủ. Nhưng lúc này, Nina lại do dự. Từ nhỏ cô ấy đã sống trong thế giới Toàn Trí, biết rõ đây là trọng tội phải ngồi tù. Nina bỏ cuộc, cô ấy cuối cùng vẫn là quá lương thiện, không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Không ngờ rằng, vừa đi ra, đã gặp phải giám đốc. Giám đốc gọi cô ấy vào văn phòng, nói với cô ấy,
bố cô vừa mới mất, hay là cô về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Điều này có nghĩa là muốn đuổi việc cô ấy. Nghe được câu này, Nina hoàn toàn chết tâm. Cô ấy thẳng thắn từ chối lời đề nghị này. Ngày hôm sau, cô ấy kiên định đi lên tầng thượng, nhặt gậy sắt lên, ngắt máy giám sát. Tiếp đó, cô nhanh chóng lẻn vào phòng giám sát, không một chút do dự, dùng lót cách nhiệt bọc bo mạch chủ lại, bỏ vào trong túi. Lúc đi ra, cô ấy thậm chí còn mỉm cười với con ong mới. Bây giờ, ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm tìm ra sự thật của cô, bao gồm cả chính cô ấy. Cô thành công bẻ khóa được bo mạch chủ, chỉ cần kết nối được với máy tính chủ thì có thể xâm nhập vào cơ sở dữ liệu kiểm tra máy giám sát. Nhưng cô ấy lại gặp phải một vấn đề nan giải. Hóa ra, công ty vì đảm bảo an toàn nên đã thiết lập một ngôn ngữ độc quyền cho máy tính chủ. Chỉ có thông qua máy tính hợp pháp của công ty, sau khi mật mã được biên dịch mới có thể truyền đến máy tính chủ. Làm sao đây? Máy tính hợp pháp chỉ có quản trị viên của công ty mới có quyền mở. Thân phận thực tập sinh như cô ấy căn bản không tiếp cận được. Lúc này, Nina nhớ đến trợ lý thị trường từng nói muốn giúp cô ấy. Cô ấy liền tìm đến trợ lý, xin cô ấy giúp đỡ. Chỉ cần gắn thiết bị truyền lên máy tính hợp pháp thì có thể sao chép dữ liệu bên trong. Trợ lý nhìn thấy cô ấy đáng thương nên đã đồng ý yêu cầu này. Ngày hôm sau, thành phố ban hành luật lệ mới sẽ tiến hành nghi thức trước máy tính hợp pháp và chuyển nhập luật lệ mới. Mà với tư cách là trợ lý thị trường, cô ấy rất dễ làm được tham gia, thành công dán thiết bị truyền thông tin. Nhưng bất ngờ là, lúc trợ lý đi, không ngắt cơ quan điều khiển. Một khi bị lộ, hậu quả sẽ không lường trước được. Hết cách, Nina đành phải nghĩ mọi cách, lấy máy truyền thông tin về. Làm sao để lấy đây? Nhìn thấy công nhân đang khoan tường, Nina nảy ra một ý tưởng. Cô ấy cầm lấy máy khoan, mua về một đống khung ảnh, khoan điên cuồng lên bức tường, một cái, hai cái, ba cái. Cô ấy gấp rút khoan trong 2 ngày, toàn bộ bức tường đã được bao phủ bởi khung ảnh. Bạn nghĩ rằng cô ấy điên rồi, không có chỗ để treo ảnh ư? Hoàn toàn ngược lại, thì ra, Nina đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát. Theo lý mà nói, khoan một lỗ trên tường sẽ bị máy giám sát phán định là phá hoại tài sản tư nhân. Nhưng nếu liên tục khoan, lặp lại động tác này nhiều lần, sẽ được hệ thống ghi nhận là thói quen nghề nghiệp. Nina lợi dụng sơ hở này, huấn luyện hệ thống giám sát 2 ngày, đến lúc mỗi lần cô ấy khoan đều sẽ không bị coi là phạm tội nữa. Cuối cùng, cô ấy mang theo máy khoan và khung ảnh, tìm đến chỗ máy tính hợp pháp. Trước khi hành động, cô ấy còn chế nhạo máy giám sát một câu, sở thích cá nhân. Nina bắt đầu khoan lỗ trên tủ, quả nhiên, máy giám sát không có bất kỳ phản ứng nào. Cô ấy dùng một sợi dây kẽm móc vào thiết bị truyền tin, sau đó lại dùng sơn đen làm phẳng lỗ nhỏ. Bây giờ, bằng chứng phạm tội duy nhất đã biến mất, chỉ còn một bước cuối cùng, đó là mang bo mạch chủ đã bị bẻ khóa đặt vào trong máy tính chủ. Nhưng máy tính chủ là cốt lõi của công ty, không những khóa cửa được mã hóa, thậm chí phòng lưu trữ máy tính còn đầy khí độc, người bình thường không thể nào lại gần được. Nhưng điều này không làm khó được Nina lanh trí. Cô ấy xuống tầng hầm, hướng tới ống thông gió của máy tính chủ, đặt vào 2 con rán. Rất nhanh, máy tính chủ phát hiện ra sự bất thường, nhân viên sửa chữa lập tức đi tới kiểm tra. Nina mặc quần áo bảo hộ, thừa cơ trà trộn vào. Cô ấy trốn trong góc, kiên nhẫn đợi đến khi tất cả mọi người rời đi. Thành công đã gần ngay trước mắt rồi, nhưng vẫn không thể nóng vội. Cô ấy phải giải quyết thứ ở bên cạnh mình, máy bay giám sát phiền phức đó. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con ong theo dõi, một chút, dồn nó đến lỗ thông gió. Một lực hút mạnh truyền đến, sau đó, con ong liền bị hút vào ống thông gió. Nina nhanh chóng hành động, lấy bo mạch chủ bị bẻ khóa, đặt vào trong máy tính. Bây giờ, cô ấy cuối cùng cũng có quyền hạn xem máy giám sát toàn thành phố. Sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Cô ấy trở về nhà, lập tức mở video giám sát ra. Cô ấy muốn tự mình tìm hiểu người đã sát hại bố mình. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng trong máy giám sát, bố cô đang chuẩn bị đi giặt quần áo, nhưng đột nhiên có một tiếng súng, bố cô ngã trên đất chết ngay tại chỗ. Mà hung thủ nổ súng lại là một ông chú chưa gặp bao giờ. Nina tải hình ảnh của ông ấy lên, mở cuộc tìm kiếm trên toàn thành phố, cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của tên hung thủ. Ông chú này vốn không phải là người trong thành phố, mà sinh sống ở ngoài thành. Ông ấy chỉ có một lần bị máy giám sát quay lại là lúc đang đấu giá. Hóa ra, hệ thống toàn trí không phải có ở khắp mọi nơi. Con người sinh sống ở thành phố toàn trí rất an toàn, nhưng mỗi giây mỗi khắc đều bị giám sát. Mà ở ngoài thành, không có máy giám sát, nhưng cũng luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Nina thông qua manh mối đi ra ngoài thành, tìm đến ông chú kia. Không ngờ rằng, ông chú sớm đã có chuẩn bị, lấy ra một cây súng. Thì ra, ông chú là một sát thủ chuyên nghiệp. Ông ta được người khác ủy thác mới đi giết cha của Nina. Ông ta thông qua một đường ống ngầm, tránh tất cả các máy bay giám sát, thành công vào được trong thành. Người dân trong thành không bao giờ khóa cửa. Ông ta nhân cơ hội lẻn vào nhà, nhìn thấy Nina rời đi, sau đó nổ súng, giết chết bố của cô. Dưới sự chất vấn của Nina, ông chú cuối cùng cũng nói ra sự thật. Điều khiến cô ấy vạn lần không ngờ rằng, thủ phạm thực sự đằng sau vụ giết cha cô lại là trợ lý thị trưởng luôn giúp đỡ cô. Nina tức giận đi đến nhà hàng, tìm bà trợ lý thị trưởng, vì sao lại giết bố tôi? Hóa ra, trợ lý sớm đã để mắt đến tài năng của Nina từ lâu. Vì để kiểm soát thành phố, bà ta đã thuê một sát thủ giết cha cô, buộc Nina phải hành động. Nina tưởng rằng mình dễ dàng tránh máy giám sát, mà không nghĩ tới
mỗi nhất cử nhất động của cô ấy đều nằm trong sự giám sát của trợ lý. Bà ta lợi dụng tài năng của Nina, cũng học cách trốn khỏi máy giám sát. Trong khi Nina tìm kiếm ông chú, bà ta đã lẻn vào nhà Nina, trộm đi thiết bị truyền tin được kết nối với bao mạch chủ. Có thứ này, bà ta có thể kiểm soát hệ thống toàn trí. Nghe lý do này, Nina vô cùng tức giận. Cô ấy cầm chặt con dao trong tay, chỉ muốn giết người phụ nữ này, báo thù cho bố. Nhưng cô ấy chỉ có thể chịu đựng, vì máy bay giám sát vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tận hưởng bữa trưa cuối cùng của bà đi, tôi sẽ luôn dõi theo bà. Nina mang theo một lòng quyết tâm báo thù, ra khỏi thành. Trên đây là nội dung của toàn trí mùa 1. Bây giờ, toàn bộ thành phố đang nằm trong tay của trợ lý. Nina phải làm gì để chống lại thành phố này, báo thù cho bố mình?